Mến chào cô chú và các bạn. Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, mình cố gắng chia sẻ những món ăn gì mà mọi người có thể làm được cho cuối tuần. Nói đến những món ăn này đó thì mình cũng đã chia sẻ qua, nhưng hôm nay mình sẽ gom lại cho gọn rồi làm cách nào để cho mọi người thấy được rằng món ăn này mình có thể chế biến, đó là nem nướng và chả cá thắt lát. Ngoài ra hai món này còn thêm hai món nữa. Bây giờ thì cô chú và các bạn hãy xem qua cái clip thử coi những món này có ngon hay không và ăn như thế nào. Một món đó là măng. Luộc măng lâu lắm cô chú ơi. Mình luộc rồi đó, rồi mình bỏ tủ đá rồi. Bây giờ lấy ra mình luộc sơ lại nữa thôi. Để mình nấu uống măng. Loại măng này đó là... Cái này ở Việt Nam. À, xin lỗi, lưỡi lợn. Cái này ở bên Việt Nam cho đó. Thích ăn nhất là loại măng này nè. Ngon lắm, nó giống như ăn như thịt vậy đó. Mình kho cũng ngon lắm nha, kho thịt cái trứng đó, ngon bá trái luôn. Nè, có chú nè. Nó ngon vô cùng không? Nè. Đậu măng thì trung bình mình sẽ dùng là một muỗng tỏi với lại một muỗng dầu cho vào đây. Cái tỏi này thì mình cũng đã chia sẻ qua là mua tỏi về xay rồi bỏ vào trong cái hũ rồi cho dầu vào đã rất là lâu. Khi nào mình nấu món ăn thì mình chỉ cần lấy ra thôi. Mình nấu bún măng này chia sẻ qua rồi, bây giờ mình chỉ nói đơn sơ ha. Cái măng á mình phải luộc thật là kỹ rồi sau đó mình xắt. Tỏi á thì mình đã xay ra cho vào dầu, bây giờ mình sẽ cho măng vào ha. Này, măng này rất là ngon nha, chỉ có nghe nói là ở ngoài Hà Nội mới có, ở trong Sài Gòn thì không biết có hay không, mà tại vì mình được người ở Việt Nam đó mua tặng để dành trong tủ đá, mỗi lần luộc được hết nhiều lắm, rồi cứ mỗi lần ăn là chỉ trộn sơ lại thôi. Rồi mình xào như thế này qua lại cho nó thơm. Còn cái nồi nước súp thì mình có thể nấu như là gà hay là vịt, sườn heo, giò heo. Nhưng bất cứ mình nấu thức ăn nào là cho súp á, mình nhớ xương phải rửa cho thật là sạch rồi ngâm. Ví dụ như là xương heo, xương gà, xương bò là mình phải rửa cho thật là sạch. Sau đó mình ngâm ít nhất từ 6 đến 8 tiếng hoặc là mình ngâm qua đêm mình để ở ngoài không có bị hư nha. Còn nếu là gà đó thì mình phải ngâm với sữa cũng vậy. Nguyên con gà hay nửa con gà hay là đùi gà, ức gà gì mình cũng ngâm. Gà thì mình ngâm với sữa là khoảng đâu là 4 tiếng. Rồi sau đó mình mới nấu. Thì bây giờ măng á thì mình xào sơ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây đó là 1/4 muỗng. Mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng gia vị mà mình đã trộn chung với nhau như là bột tỏi, đường và tiêu. Với công thức mình làm một cái hũ đó là mình sẽ dùng là 2 muỗng canh bột tỏi. Bột tỏi mình mua ở Costco. Rồi 2 muỗng canh đường cho vào đây luôn là 1 muỗng canh tiêu và 1 muỗng canh bột nêm. Mình không thích tiêu mình đừng có cho vào, rồi mình trộn chung hết với nhau. Cho nên khi mà mình nấu ăn đó thì mình cũng không cần phải lấy nhiều gia vị ra, cho tất cả vào như thế này, xào sơ cho nó thơm là được rồi. Sau đó thì mình sẽ cho cái măng này vào trong cái nồi nấu chung với lại sườn heo đó, đơn giản lắm ha. Rồi như vậy là tắt lửa là được rồi. Mình đừng có xào lâu quá. Và bây giờ mình sẽ cho măng vào đây luôn nha. Đó. Mình sẽ có một cái nồi bún măng, miếng măng. Mình ăn sao cũng ngon hết á. Nếu là ăn miếng á thì cái miếng mình sẽ ngâm vào cái nước lạnh chút xíu cho nó nở ra. Sau đó mình đổ ra cho cái rổ. Rồi cho mình ăn á, mình chỉ cần trộn sơ miếng thôi, còn bún thì mình phải luộc. Đó, cái nồi măng của mình ngon hay chưa? Đó, rồi mình ăn với rau, rau gì cũng được hết. Rồi mình sẽ cho hành, ngò, món gì cũng ngon ha. Rồi, như vậy. Cái này gọi là ram nem nướng. Thì mình ăn nem nướng hay mình ăn gỏi cuốn, bún chả giò, mình cứ chiên rồi mình bóp nhuyễn nó ra, mình cho vào. Và sau khi mình mở ra là cái bịch cái này nè, cũng nhiều lắm. Mà mình chiên rồi ha, mình để 3-4 ngày sau vẫn giòn nha. Ngon, rẻ lắm, chừng 2 đồng đó.
Sau vài phút thì mình đã chiên xong bánh ram. Sẵn có cái chảo dầu nóng thì mình cho đậu phộng vào đây chiên luôn. Chiên đậu phộng thì sẽ ngon hơn là mình nướng đậu phộng hoặc là cho lên cái chảo. Sau khi mình đã cho vào chảo dầu thời gian rất là nhanh thì đậu phộng sẽ hơi vàng vàng. Mình cho ra cái rổ để cho nó ráo một chút xíu. Rồi mình sẽ trộn gia vị vào. Đây là cái hũ gia vị mình cũng đã chia sẻ qua rất là nhiều lần. Chỉ dùng 2 tablespoon bột muối tỏi mua ở chợ Costco, 4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột nêm gà và 1 muỗng canh tiêu. Nếu mình không muốn có tiêu thì không phải cho vào. Một gia vị mình đã làm và khi mình nấu tất cả những món ăn, mình có thể dùng một cái gia vị đó để nấu, không cần phải đem ra rất là nhiều hũ. Và cho những món ăn như là cua rang muối, tôm rang muối, đó là những món ăn mà mình thường dùng. Và bây giờ sẽ có hai món ăn mà mình muốn nói ở đây, đó là nem nướng. Đây là một cái loại mà lần đầu tiên mình mua về. Thường là mình dùng loại quê hương. Quê hương thì hồi xưa tới giờ mình ăn mình vẫn thích hơn, bởi vì tuy nhiên nó ngọt nhưng nó thơm hơn. Còn loại này thì cũng không có gì đặc biệt, cho nên nếu như để cho mình chọn lựa lần nữa vẫn là quê hương. Còn nói về chả cá, đây là lần thứ hai mình đã mua về, ăn ngon lắm. Giá thì khoảng đâu 3,5 đồng. Để làm sao cho món ăn ngon, mình chỉ cần có một cái chảo, không cần có dầu. Sau đó mình cho cá vào để hâm nóng miếng cá thì cá sẽ thơm và vàng giòn hơn. Còn nếu không thì mình cũng có thể cho vào một cái máy air fry dặn lửa 375 độ F. Mình chỉ cần nướng vài phút là được rồi. Hoặc là mình cũng có thể cho vào microwave để có một miếng chả cá thì mình nấu được rất là nhiều món như là bún cá. Hoặc là chả cá mình cuốn với bánh tráng và rau sống với bún. Còn một món cuối cùng mà mình có thể làm đó là mình mua một ổ bánh mì, dưa leo, nước tương cho chả cá vào. Như vậy cũng là được một món ăn phải nói là ngon, đơn giản, không có gì gọi là khó làm cả. Nấu những món ăn mà mình có thể nấu mỗi ngày, không cần phải làm chả cá, bởi vì kiếm được cá để làm không phải là khó. Và tìm những miếng cá mà người ta đã bán sẵn ở ngoài các chợ, nhiều lúc mua về ăn không có được. Vì vậy cho nên đặc biệt hôm nay mình nói về loại cá này ngon, cho nên cô chú và các bạn cũng nên thử qua một lần, xem thử coi mình nói có đúng hay không. Khi làm một món nem nướng, mình lấy ra từ trong tủ đá, cho vào một cái thau nước lạnh, thời gian khoảng 15-20 phút thì đã tan đá rồi. Lúc bấy giờ mình lấy ra, có nhiều cách để cho mình làm. Thứ nhất, mình có thể dùng một cái máy air fry 375 độ F cho vào nướng, mỗi mặt là 5 phút, như vậy là cũng có nem nướng ăn rồi. Phần thứ hai, nếu như mình không có cái máy air fry thì mình cũng có thể dùng một cái chảo nhưng không phải cho dầu, để lửa riu riu. Rồi sau đó mình cứ nướng từ từ tới khi nào mình lấy một cái đôi đũa hay cái kẹp mình đè xuống mà thấy miếng chả này nó đã cứng, như vậy thì đã được rồi. Khi dùng máy air fry 350 độ F cho tới 375 độ F, khi nào thấy cái máy nóng rồi thì mình cho nem nướng vào. Thời gian nướng cũng rất là nhanh, khoảng 5 cho tới 7 phút, như vậy là đã được rồi. Để có một món ăn, nếu như mình có thể mua một cái máy air fry thì như vậy mình cũng không cần phải dùng cái chảo hay chiên những món ăn như là cá, đậu hũ, sườn nướng, gà nướng. Và khi mình đã làm một món nem nướng rồi đó thì ông xã lại muốn mình bỏ một cái món vô nữa, đó là sausage, hotlin hoặc là hot dog. Và đây là một loại nem nướng mà mình đã nói qua và mình cũng đã thử giã tỏi trộn chung rồi sau đó đem đi nướng, ăn cũng ngon và thơm, lạ hơn lúc trước nhiều. Hôm nào rồi cô chú và các bạn hãy thử qua một lần. Còn đây là một loại tôm mà mình mua ở trong chợ Costco ở trong tủ đá. Khi mình lấy ra, bỏ vào máy air fry khoảng đâu là 5 phút 375 độ. Như vậy là mình sẽ có thêm một món nữa rồi. Nem nướng khi mà mình đã nướng xong, sắc mỏng, để lên cái mâm. Như vậy thì một món ngon, phải nói rằng cả nhà
sẽ chọn lựa ai thích nem nướng, ai thích chả cá và ăn cách nào cũng được, như là mình có thể dùng một cái tô bún cho chả cá và nem nướng chung với nhau, hoặc là mình cuốn với bánh tráng. Như vậy là mình đã xong một cái mâm nem nướng chả cá thắt lát, tôm mua ở trong Costco tủ đá, rồi thêm một thành phần nữa đó là sausage hot dog. Ông xã nói hôm nay cuốn thử coi có ngon hay không. Những món ăn khi mà mình muốn, tuy nhiên không có, mình cũng có thể chế biến ra để có một món ăn cho gia đình cuối tuần. Khi mình đi chợ, thấy món gì cũng muốn mua, nhưng rồi không biết làm sao để ăn cho nó ngon. Như vậy thì mình cũng có thể chế biến như là mình sẽ chiên đậu phộng, rồi sau đó cho chút xíu gia vị, bún, bánh hỏi. Hay là mình cũng có thể mua bánh mì về cho nem nướng, chả cá thác lát, làm một ổ bánh mì ăn cũng ngon lắm. Còn có bánh tráng ram hay không? Mình không có ăn cũng được, có thì càng ngon hơn. Còn chấm với nước sốt như là nước mắm hay nước tương đậu phộng, hay một loại nước tương gì mà ở nhà thích làm thì cũng có thể pha chế ăn. Ăn cách nào cũng được, miễn sao ngon là được rồi. Lại thêm có một cái nồi bún măng, miếng măng. Thật sự ra những gì mình nấu để chia sẻ cùng cô chú và các bạn không phải là một ngày, hai ngày mới nấu xong những món ăn này. Và một nồi bún măng thì mình sẽ cho vào cái hộp, bỏ vào tủ đá. Khi nào cần thì mình lấy ra ăn. Như vậy thì mình không cần phải nấu mỗi ngày. Hay là mỗi khi mình có bạn bè đến nhà, mình cũng có thể nấu trước một ngày cho vào tủ lạnh. Như vậy khi mình đi làm về thì cũng đã có ăn. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn cô chú và các bạn luôn luôn ủng hộ xem qua những cái clip của mình mỗi ngày. Xin hẹn lại video kỳ sau.